dễ thôi. Ồ, bấm đó bác hai, tập thể dục lại coi. Mày đang làm gì hai? Thể dục môn gì, cái đó kêu bằng gì? Khởi động. Khởi động à? Mày tập hả? Vậy hả? Rồi cái tay làm gì? Vậy hả? Tập lưng nè. Tập đặng vô rượu ăn cho nó thông phải không? Tập bụng hả? Trời ghê quá ha. Dạ, tập tứ chi đó. À? Tứ chi đó. Tập lát. Dạ xong phải không? Vô được mấy chai phải không? Khỏe rồi đó. Ngày tập như là sống thọ. Rồi anh Nhân sao? Tập môn gì Nhân? Môn gì ngổ quá vậy? Tập cổ. Là tại sao phải tập cổ? Hả? Tại sao? Mỏi cổ không cả. Mỏi nhiều đâu không biết được nữa là. Rồi tới quà. Quà có tập môn gì không? Quà tập kìa, quà tập kìa, quà tập kìa. Làm gì quà? Tặng mới tô cơm cho bự quá không? Phả đang làm gì Phả? Vậy hả? Rồi tập diễn lần bao lâu? Nửa tiếng hả? Hay ha. Làm gì vậy Hiếu? Làm gì tập thể dục ngồi buồn quá vậy? Tập cái gì? Tập gì? Tập tay đang bưng bao nhiêu dĩa cơm ăn á hả? Tập môn gì kỳ quá không thấy nào giờ luôn. Ai dạy vậy? Ai vậy ta? Cờ lợi hả? Cờ lợi tập môn gì vậy? Thể dục môn gì ngồi ngộ vậy? Để chi? Cái này là định tự con Nguyễn là mỗi lần má bật. Mọi người buổi sáng tập cái gì? Gì con? Rồi mày khởi động môn gì nữa coi, nói nó nghe coi. Xong rồi hả? Bạn phải tập cái miệng hả hai? Khởi động phần bụng. Để chi vậy? Hả? Để dưỡng sức mới tập tiếp. Vậy hả? Chứ không phải dưỡng sức tối vô hả? Thôi giờ đi ăn à. Vậy hả? Ông nội này tập có chút xíu mà đòi ăn. Thôi bây giờ đi bơi. Rồi. Đi rồi, đi ăn rồi, đi ăn được rồi chai, bữa nay 14. Hả? Ăn đi. Đi ăn lấy gì về. Hiếu rồi bấm cái nút cũ lại ha Hiếu. Trời ơi. Hiếu rồi bấm lúc này lại hả? Làm gì? Kêu lên, kêu lên. Ừ, mày. Đủ nó đánh luôn.